Từ đó đến tận bây giờ có lần nào bắt đi nữa không? Tức là chia tay nhẹ đấy. Chia tay nhẹ? Ừ, có. Cứ là mỗi lần em hờn dỗi là em sẽ nói chia tay. Có một lần á là do anh về rất là ít thời gian nên là em phải tranh thủ thời gian đi gặp ảnh. Ví dụ như là ngày đó không đi học thì em mới dối đi học, xem em hẹn ảnh đi chơi. Thì xong rồi ba mẹ phát hiện ra, ba mẹ mới lôi về, ba mẹ cũng cũng la cũng đánh đó. Nói chung là em đưa ảnh ra sân bay được 10 lần á, lần nào em cũng đi, tụi em đi xe máy ra xong rồi em đi xe máy một mình về. Nói chung lúc mà mình đi á thì mình cũng có cảm giác có luyến luyến, nhưng mà lúc về một mình á mình cũng hơi buồn hơi tủi. Có một đợt là em đưa ảnh ra sân bay vào lúc 2-3 giờ sáng, tại vì ảnh đăng ký mấy cái giờ đó thì nó vé nó sẽ rẻ hơn so với những lúc mấy. Ảnh đăng ký mấy giờ đó thì em cũng cố gắng đưa ảnh đi, nhưng mà có cái đoạn đó là vừa đi trên đường Phạm Văn Đồng á, tự nhiên cái xe nó sẽ bánh, mà ảnh thì gần tới giờ bay rồi. Em mới nói xuống bắt taxi anh đi tới sân bay trước đi, còn xe để em lo cho. Thì ảnh lúc đó anh đi anh cũng buồn. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân, em là Nguyễn Thị Lệ Thủy, em đến từ Lâm Đồng và em đang làm giáo viên tại trường ở Biên Hòa, đó là tiểu học Tân Hạnh. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới 25-26 tuổi. Thế còn em? Dạ, em chào anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Vích Quân, quê cũng ở Lâm Đồng cùng với vợ. Em hiện đang là chính trị viên đại đội 4 tiểu đoàn 7 trung đoàn 31 của sư đoàn 309 quân đoàn 4. Em công tác trong bộ đội cũng được 9 năm. Hai bạn có thể chia sẻ với chương trình một chút về cái cơ duyên mà hay khiến hai bạn gặp nhau? Vô tình đi dạo trên Facebook thì hai người vô có nhắn tin qua lại, rồi ảnh là người nhắn tin đầu tiên cho em. Xong rồi em cũng thấy anh này ngộ ngộ thì em cũng trả lời lại. Cái thời điểm đó là em chỉ nhắn cho một mình Thủy thôi hay là em rải thính khắp nơi? đúng không? Thật ra thì lúc đó còn rất trẻ, lúc đó hai vợ chồng quen nhau đây cũng 10 năm rồi. Vậy lúc đó là cô vợ mới 15 à? Không, lúc đó là mới làm quen thôi. Nhưng mà lúc đó là Quân có thấy hình ảnh của vợ mình trên Facebook không? Có. Có. Bây giờ hỏi Thủy nè, khi mà được một chàng trai nhắn tin cho mình như vậy, nhận được một tin nhắn của một chàng trai như vậy, thì mình có tò mò vào Facebook của ảnh tìm hiểu về chàng trai này không? Dạ, cái tuổi 15 á là cái tuổi đẹp nên là rất là nhiều chàng trai nhắn tin. Em chỉ trả lời là em đã vô coi thử mặt mũi người này ra sao, rồi người này như thế nào, tìm hiểu hết sau rồi mới bắt đầu trả lời. Hồi đó còn trẻ, gọi là trâu á, nhìn trẻ trâu lắm, không có trưởng thành. Sủng nhi, sủng nhi đó đúng không ạ? 15 tuổi trên 18 tuổi trẻ trâu á. Nhưng mà ai là người chủ động hẹn hò trước? Dạ, em con trai thì em chủ động hẹn hò trước, kiểu là hẹn gặp mặt biết, với lại chỉ là đi dạo hóng mát thôi. Hẹn mà cô ấy chấp nhận cho gặp là liền không hay là phải đợi một thời gian? Hẹn thì 3 ngày sau thì được rồi. 3 ngày sau là được gặp rồi đó. Vậy là cặp đôi thiếu niên, thanh thiếu niên như đồng gặp nhau. Rồi bây giờ gặp nhau, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn về nhau là như thế nào? Thì lúc đó vợ còn nhỏ, ba đâu có cho đi chơi đâu, đi lén. Lúc đó bạn mặc cái bộ đồ ngủ, chứ không phải mặc đồ đi chơi bình thường, mặc bộ đồ ngủ lén chạy ra ngoài nhà thôi. Thì lúc đầu gặp thì thấy cũng dễ thương thì làm quen. Thì ấn tượng của Quân về cô bé này trong lần đầu gặp mặt là gì? Dễ thương mà anh, mà lại nói dễ thương á. Thế là còn cái gì thu hút đâu? Gặp được có một xíu là đòi về rồi nên cũng... Còn Thủy thì sao? Thủy có sợ không? Dạ không, lúc đó em cũng hơi sợ, tại vì gặp một người mà mình chưa biết gì thì cũng sợ. Thì em cũng định là thôi ra coi thử ảnh người ra sao, mặt mũi như thế nào, rồi diện mạo như thế nào để mình để mình suy nghĩ thêm. Sau khi quen nửa năm á thì ảnh có đi học ở ngoài Bắc. Hai vợ chồng là có là cắt đứt liên lạc khoảng cũng mấy tháng, cũng gần cả nửa năm nữa. Thì giai đoạn đó em cũng nghĩ là chắc là ông này ông đi học ngoài Bắc rồi, nên là hết quen rồi, hết duyên tới nơi rồi. Mình thì cũng lúc này cũng có nhiều ánh sáng nên thành ra mình cũng bắt đầu không suy nghĩ tới nữa. Nhưng mà tại ảnh lẹ quá, ảnh nhờ anh chị gì đó, bạn bè gì đó ngoại giao xin được số lại điện thoại của em, để đầu liên lạc lại, bắt đầu mới quen lại. Thì lúc đó bao nhiêu tuổi? Lúc đó là lớp 11. Rồi từ đó đến tận bây giờ có lần nào bắt đi nữa không? Tức là chia tay nhẹ đấy. Chia tay nhẹ? Ừ, có. Cứ là mỗi lần em hờn dỗi là em sẽ nói chia tay. Có một lần á là do ảnh về rất là ít thời gian nên là em phải tranh thủ thời gian đi gặp ảnh. Ví dụ như là ngày đó không đi học thì em mới dối là đi học, xem em hẹn ảnh đi chơi. Thì xong rồi ba mẹ phát hiện ra, ba mẹ mới lôi về, ba mẹ cũng cũng la cũng đánh á. Mọi người thì nói là điện ảnh ra rồi xin lỗi ba mẹ một câu hay như thế nào đó, nhưng mà em đừng có cho ra, mất công mà hai người lại xích mích với nhau. Quen thì quen được một thời gian thì em đi học ở ngoài Hà Nội tới 5 năm. Cho nên cơ bản là yêu xa, hè với Tết một lần về thì được khoảng có 15 ngày thôi.
Vậy là năm bao nhiêu tuổi là hai bạn quyết định là đến với nhau? Em cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Chỉ là bữa đó ảnh sau cái đợt chống dịch về thì ảnh cũng để dành được một số tiền thì ảnh mới nói thôi bây giờ có tiền thì hay mình cưới nhau đi. Cái chừng nào để dành đủ tiền để cưới. Thế là cái nó cưới thôi. Là ra hỏi đẹp 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 cái cưới cái gì xong. Vậy là chưa? Nhanh quá đó. Sao em dễ chịu vậy? Hiện tại thì vợ đang ở trọ bên đây. Quá trình đi về thì em đi về, còn vợ thì gần trường. Hai vợ chồng á thì chỉ có đi ăn thôi, và đi ăn là lúc nào anh cũng rủ vợ ơi nhậu hay không, anh có hay rủ em nhậu, là có nghĩa là uống vài lon để cho nó mát thì thôi. Dạ. Hay nhờ hai vợ chồng mà nhậu được cùng nhau là rất hay anh ạ. Vì là được trò chuyện rồi chia sẻ cái sở thích chung. Em với chồng em có nhậu với nhau không? Em không biết uống gì hết. Nhưng mà đến lúc mà chồng em nhận nhiệm vụ là phải ra Bắc, trong cái mối quan hệ của hai đứa thì có những cái khó khăn gì không? Cái đó là chính là khoảng cách địa lý á. Tại vì em là mới học sinh cấp 3 thôi, cũng không có thể nào có điều kiện để ra ngoài Bắc. Rồi còn ảnh thì đi học ở xa, một năm về được có 2 lần Tết và hè. Nên là tụi em cũng ít gặp nhau, với lại trong đó cũng không được xài điện thoại, nên ảnh cũng ít liên lạc về với em. Thì nói chung là một do khoảng cách hết. Nhưng mà rồi cũng thời gian cũng qua đi nên là em vẫn bình thường. Trời ơi em nể quá à, sao mà duy trì được anh ha. Ủa em có đưa chồng em ra sân bay không? Có. Em cái giây phút đó cô quyến luyến bị gì? Có quyến luyến không? Dạ có, nói chung là em đưa ảnh ra sân bay được 10 lần á. Lần nào em cũng đi, tụi em đi xe máy ra xong rồi em đi xe máy một mình về. Nói chung lúc mà mình đi á thì mình cũng có cảm giác có luyến luyến, nhưng mà lúc về một mình á mình cũng hơi buồn hơi tủi. Có một đợt là em đưa ảnh ra sân bay vào lúc 2-3 giờ sáng, tại vì ảnh đăng ký mấy cái giờ đó thì nó vé nó sẽ rẻ so với những lúc mấy. Ảnh đăng ký mấy giờ đó thì em cũng cố gắng đưa ảnh đi, nhưng mà có cái đoạn đó là vừa đi trên đường Phạm Văn Đồng á, tự nhiên cái xe nó sẽ bánh. Mà ảnh thì gần tới giờ bay rồi, em mới nói anh xuống bắt taxi anh đi tới sân bay trước đi, còn xe để em lo cho. Thì ảnh lúc đó anh đi anh cũng buồn buồn. Với cảm giác của Quân như nào? Chắc thì lúc đó mình rất là tội cho vợ. Mình đi bỏ vợ mà lúc đó 2-3 giờ sáng mình đâu có đường nó vắng tanh. Đúng mình. Rồi. Và muốn giúp đẩy xe thì nó lại muộn giờ bay. Với lại lúc đó gia đình em hoàn cảnh đang khó khăn nên mà đổi giờ bay, một là nó sai cái giờ ra trường của đơn vị quy định rồi. Hai nữa là đổi giờ bay thì lại tốn tiền. Nên cuối cùng thì cũng đành nén lòng lại đi. Rồi có thể chia sẻ một chút về cái thời điểm hai người kết hôn với nhau không? Dạ lúc kết hôn thì em cũng sợ là ba mẹ không đồng ý. Một phần là lấy bộ đội thì ba mẹ sợ con gái sẽ khổ. Đúng rồi. Là ba mẹ không cho. Ráng đi cho ba mẹ thuyết phục để ba mẹ đồng ý. Thì thôi ba mẹ thấy hai đứa cũng quen lâu quá rồi, thôi nó thương thì thôi gả đi. Cái phần này là phần mà các đôi thích nhất trong chương trình Vợ Chồng Son. Không biết là hai em có xem chương trình này mà có biết cái phần này không? Dạ, phần này gọi là phần nói mà. Xấu dạ. Nói xấu nửa kia. Ai nói trước đây ta? Thôi em nhường cho trụ cột gia đình đó. Cái thói quen tập thể dục á, em nó hay kêu vợ tập thể dục, cái ráng tập thể dục. Một là sức khỏe, hai là cải thiện vóc dáng, rồi mình tự tin hơn. Sức khỏe mình sẽ tốt hơn thì em kêu. Nhưng mà vợ cứ để em đăng ký tập yoga thì được tuần xong lại nghỉ. Nhưng mà có tập không em? Đi bộ thì cũng đi được ngày hai ngày sau cũng bỏ. Em có hay tạo bất ngờ cho vợ không? Em cơ bản là em mua tặng quà những cái em tự làm. Như em làm mấy cái quan tâm, em làm thành cái mô hình trái tim hay là cái ngôi nhà. Thì đó, hoặc là em làm cái sổ tay hoặc là một cái túi sách. Đến lượt em phát biểu. Thì nói chung là ảnh có hai điểm mà em không thích. Hai điểm? Có lẽ là khi mà kết hôn rồi, khi mà có được nhau rồi, hình như ảnh hơi vô tâm một xíu. Vô tâm. Có thể là anh đi làm cả tuần mệt về, nên là cái cuối tuần á thì ảnh chỉ muốn xả thôi, ảnh chỉ xem hoạt hình, chơi game gì đó, ảnh không quan tâm đến người xung quanh. Còn em thì lại quan điểm khác là ảnh có thể làm việc bận rộn cỡ nào, nhưng mà khi về nhà thì phải dành thời gian cho vợ cho con. Em cũng không bắt ảnh làm gì hết á, nhưng mà chỉ là đơn giản thôi, anh phải đặt cái tâm vợ người vợ chứ không phải là ở cái điện thoại. Đúng vậy. Bây giờ hai vợ chồng cùng tập thể dục. Đúng vậy. Đó. Cái thứ hai là em cảm giác như hình như ảnh hơi có tính con nít, không có suy nghĩ là ví dụ như là hôm nay còn bao nhiêu tiền gì đó, chỉ cần là em đi chơi em lo là anh sẽ đi với em, không cần phải suy nghĩ cái vấn đề kinh tế gia đình gì hết. Không có lo xa. Không có lo xa, chỉ nghĩ vô tư vậy thôi. Vô tư hồn nhiên như một em bé. Nếu như mà gặp cô vợ xả láng là coi như là luôn. Là xá không còn gì luôn. Rồi nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Thì nói chung là em mong muốn ảnh là có thể công việc ảnh bận rộn, ảnh ăn có tuần trực á, ảnh muốn làm gì ảnh làm, nhưng mà khi về nhà thì đặt tâm ở vợ con. Tại vì khi xa nhau á thì người phụ nữ cũng khổ thật, nhưng mà đến lúc về thì em chỉ mong là tâm mới đặt ở người phụ nữ. Nhiều khi họ thích chơi game mà để họ giải tỏa cái stress trong tuần thôi, nhưng không phải vì thế mà họ không yêu mình. Mình phải rõ ràng nha, cái gì nó phải đúng. Anh không biết là các bạn có điều gì muốn dành cho nhau hay không, có thể là một lời nói, một cử chỉ hay một hành động gì đó. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi.
đứng lên trước mặt mọi người, mình có thể ôm nhau một cái thôi cũng được, nhưng mà để thể hiện cái sự trân trọng dành cho nhau. Em thì cũng sẽ cố gắng, mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng mình hoàn thiện những cái thiếu sót của bản thân mình. Từng cái ôm. Xin cảm ơn hai vợ chồng hôm nay đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu và cũng như là đời sống hôn nhân. Em là Nguyễn Khắc Duy, em đến từ Bắc Ninh. Hiện giờ em đang kinh doanh tại có một cửa hàng kinh doanh về đồ điện. Là em bao nhiêu tuổi rồi Duy? Dạ năm nay 28. 28 tuổi rồi, dạ. Nhận đồng hương ở Bắc Ninh ạ. Còn em? Dạ, em tên Phạm Lê Lài, em là chuyên viên tuyển dụng, em cũng cùng tuổi với ảnh, 28 tuổi. Thế thì hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Cái duyên đi, đầu tiên là làm cái thiệp từ thiện từ đĩa CD bỏ đi, mình sẽ làm thành cái tấm thiệp Giáng sinh. Và anh chàng này thuộc cái khu, cái khâu là viết chữ, thì mình là cho ban hậu cần thì chăm sóc các cái thành viên trong cái đội thiệp đó. Thì ấn tượng đầu tiên nhìn thấy anh này là mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng, nhìn rất là thư sinh, rất là đẹp. Còn nhớ mãi là tối đó về nói với chị là chị ơi, em gặp được một cái bạn cực kỳ là đẹp trai. Bạn này có ấn tượng với bạn này không? Cái lúc bắt đầu gặp nhau trên đó thì cặm cụi làm thôi, mình viết làm sao để cho kịp cái dự án này. Thì khi mà viết xong thì lúc về thì chỉ có trao đổi nhau cái nick Yahoo để liên lạc thôi. Có nghĩa là khi em gặp bạn này là em đã ấn tượng liền rồi? Không, thì cũng là bạn em chưa có ấn tượng bạn như là bạn thôi, đúng không? Chỉ là bạn bè rủ nhau đi chơi thôi. Thì đến lúc em trở về thì gần đến nhà thì em có thấy bạn ấy là có đưa tay lên vai em. Và em mới cầm đưa cái tay, đặt tay của em lên cái tay của vợ em. Thì lúc đó thì hai trái tim bắt đầu mới cảm thấy rung động, rớt ra ngoài luôn. Anh hỏi thật lòng nghe, đến lúc mà yêu nhau đó, cái quan điểm của em như thế nào về cái đẹp của người phụ nữ? Thực ra thì cái quan điểm của em thì nó cũng rất rất đơn giản, và em chỉ nhìn về cái đẹp, vẻ đẹp mà sau cái ánh mắt của người phụ nữ. Có nghĩa là lúc đó là em không hề ngại vợ em, là nếu mà em nhỏ con về mà em lấy vợ em mà mốt mà về có chuyện gì á, một phát một là em gãy đôi không? Có bao giờ em suy nghĩ điều đó không? Thực ra thì em cũng không có cái ý nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng mà sau này nhiều người ta gặp gỡ vợ em đi thì người ta cũng có cái, tất nhiên là dư luận thì bao giờ cũng có sự tác động. Mới đầu thì mình cũng bị trao đảm một chút, nhiều người nói ra nói vào nó vô là vợ mày này nọ rồi, nhưng mà sau này thì mình chân tĩnh lại thì không vấn đề gì. Nó tùy tới cái gu thẩm mỹ nữa. Có nhiều người đàn ông họ thích người phụ nữ phốt phát mà. Em nghĩ là trong mắt người tình thì xuất tay thi thôi, tại vì em thì thấy bạn này đẹp như vậy á, mà em đưa hình về cho chị em, cho mẹ em, cho mọi người coi, nói xấu quá rồi, không nhớ nhách rồi, nhà mình ai cũng to hết trơn á, không có giống nhà mình gì hết. Được, anh nghĩ gì là nó mới đẹp, bao giờ cũng vậy, người ta vẫn thích số 10 hơn số 9. Mà cái Phương ảnh cái chỗ là ngoan hiền á. Rồi, nói nghe là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? 7 năm rồi mới cưới. 7 năm? Dạ, dạ không, mà thật ra là 5 năm chỉ là bạn bè bình thường, không có gì hết. Thì sau đó 2 năm quen nhau chính thức là 2 năm 3 tháng 26 ngày là. Nhưng mà trước khi cưới thì hai em có gặp phải những cái vấn đề gì không? Nhà anh bắt em giảm cân. Cái em nói thì nhà anh bắt hay là anh bắt? Thì ảnh cũng bị tác động luôn. Cái em mới và cô này bắt em tăng cân. Giọng, em mới nói là ủa hồi xưa anh quen em đã mặc vậy rồi, tại sao bây giờ phải ốm mới cưới? Cái em mới nói là giờ thôi anh tăng đi, anh tăng bao nhiêu ký em giảm bao nhiêu ký. Tỷ lệ thuận. Nếu mà anh tăng cân khó thì em cũng vậy á, mà anh thích một cô vợ đẹp nhưng mà không có vui, hay là anh thích là có thể là hình thể hơi mũm mĩm một tí nhưng mà em rất là vui vẻ, lúc mà chàng này hạnh phúc, rất là chàng này năng lượng thì sao? Rõ trả lời sao? Cứng họng luôn. Cuối cùng vợ em không giảm cân thì bên nhà em có khó chịu không? Cuộc sống của tụi em thì do tụi em quyết định, đâm ra là mọi người cũng em không có bàn tán thêm gì nữa, phải chịu luôn. Mà thật ra nhiều khi bố mẹ không nói, chồng làm bộ á, nhưng mà ngại á, làm bộ bố mẹ anh nói em phải giảm cân đi. Rồi sau khi đám cưới thì có phát hiện ra chồng em những cái tính xấu gì không? Ô nhiều lắm, hay hứa hẹn lắm. Okay. Rồi ngoài nó ra thì anh này có phải là người mà hay đi chơi hay tiêu xài? Dạ không, tiêu xài thì chắc không. Nhưng mà trong gia đình em á, ai là người nắm kinh tế? Cái tiền lương của em á là sinh hoạt chi phí cho gia đình, còn ảnh á là có cái phần tụi em mở tiệm thì phải có vốn, thì ảnh sẽ xoay cái phần trả tiền nợ cho mở tiệm đó. Em muốn phải có một cái quỹ dự phòng.
mà đợi hoài luôn. 3 tháng sau cưới ở chung bố mẹ cũng không có, 3 tháng sau khi ra riêng mở tiệm cũng không có. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có một lần anh đem về được 15 triệu. Trời ơi, chưa bao giờ em cảm thấy cái hạnh phúc của người phụ nữ cầm tiền của chồng mình đem về. Trời, mừng hết lớn vậy. Mà đây là cưới nhau được mấy năm rồi? 2 năm. Sáu tháng. Dạ. Là em đem về được mới có một lần tiền thôi hả? Em rất là sợ là chồng em cho người ta mượn hoặc là nhậu nhẹt hay sao đó hết tiền. Cứ lúc nào cũng hết tiền là không nhưng được. Mà có khi nào mà khiến em bực dọc và hai vợ chồng phải tranh luận và phải cãi vã với nhau? Dạ. Về tiền bạc á, đã từng nổ bùm một cái rồi. Nổ sao đâu. Đến độ mà nói rồi cãi với ảnh rồi, xong rồi ảnh còn thét lại mình nữa. Mà không chịu được, thế là ngồi cứ khóc mà không dứt được. Mà ảnh tất cả đi ngủ rồi. Cái viết thư 5 tháng là 5 lá thư, 5 trang. Ghi rõ ra là em không bằng lòng cái gì. Thực ra thì em cũng là một người thích hành động hơn là nói nhiều. Giả sử vợ có hỏi thì cũng giải thích được như vậy. Còn khi mà có vấn đề gì đó thì vợ nên từ từ tâm sự. Chứ mà đang có chuyện gì đó bực dọc hoặc là này khác mà vợ làm cho một tràng vào tai cái là coi như lúc đó là không nói gì hết. Và chỉ có im lặng. Đó là về chồng, còn vợ em á, có nhiều những tính xấu gì không? Khi mà lấy nhau về mới phát hiện ra. Có cái tính xấu là hay nhõng nhẽo. Nhẽo thì cái đó không phải xấu rồi. Mừng đó, cũng mừng nhõng nhẽo, mừng nó còn hơn là với thân hình này mà về là tiếp mình đó. Chứ thường cảnh chân hạ tay là em tiêu đó, chứ nhõng nhẽo là ok, đó là tính xấu. Rồi gì nữa? Vợ bớt nóng. Khi mà em ít chia sẻ thì cũng biết khai thác một chút xíu. Thì khi đó thì cái mọi thứ nó trơn tru. Em cũng muốn chồng em chia sẻ nhiều hơn. Cứ để tự hiểu không mà khó hiểu lắm. Rồi. Nói không thích thì nói là không thích, nói thích thì nói là thích. Hiểu rồi. Thích thì nói hơi bị thích. Và cái cặp này á, là cái vấn đề mà cản trở tụi em nhất á, là vấn đề mà về vùng miền á, phong cách sống á. Chồng của em á, là người đàn ông ở quê hương Quan Họ á, thì nói thiệt với em á, là lãng mạn thì rất là lãng mạn, sống nội tâm nhiều, muốn người ta đón ý, tức là không có thích nói mà phải mong muốn rằng á, phải hiểu là tôi muốn gì, và thích làm những việc lớn, thậm chí là liều lắm á. Đó là tại vì đồng hương chị mạnh dạn chị nói ra. Thì ảnh liều lắm á, mỗi tiệm mà đùng cái nói anh sang tiệm rồi nha, mà em hỏi câu đầu tiên là tiền đâu sang tiệm. Đó, chị nói là rất là liều, đó là thích làm việc lớn và luôn luôn muốn là mình phải là người trụ cột trong gia đình, lo lắng được cho vợ con mọi thứ được chu toàn. Nhưng mà ngược lại vợ em á, lại là cái người rất là bộc trực, có nghĩa là tính tình rất là hào sảng, là đúng đặc trưng của người Nam Bộ luôn. Và hả, bực là phải nói, chứ không có để bụng được. Giống như anh muốn cái gì anh nói luôn đi, đừng có để tôi đoán, tôi mệt cái kiểu vậy đó. Còn hay vô đó cái cơn tôi đang lên nè, tôi bực là tôi phải nói thôi, tôi không nói tôi chết. Như vậy thì thời gian tụi em về ở với nhau đó, chắc chắn những cái tính cách đó, những cái lối mà lối sống đó nó sẽ phải đụng chạm. Đó thì chị mong rằng là tụi em sẽ tự cọ sát với nhau để mà tìm ra được một cái tiếng nói chung trong cái cuộc sống vợ chồng. Chứ còn chị thấy là vợ em quá yêu em. Nhìn cái cách nói chuyện, nhìn nó nói về chồng là vợ em quá yêu em. Nhưng mà ngược lại chồng em cũng rất là yêu em đó, có điều anh không nói ra thôi. Rồi thôi bây giờ đêm nay nói tới luôn đi nha. Thôi bây giờ ta có một cái kết đẹp đi. Đó, ôm đó, cái đi. Ừ, đó, rồi. Một cái kết đẹp để mà gọi là hòa nhập hai văn hóa vùng miền với nhau. Rồi, hành động. Trời ơi. Xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi. Con đang là đạo diễn hình ảnh. Dạ. DOP. Dạ. DOP là dạ, con công tác ở con ở Sài Gòn là chính ạ. Đã chính. Và con ở được 8 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà trước đây thì con đã từng tham gia cái công việc DOP là cho một số dự án nào rồi? Dạ, và trước đây thì là năm 2014 khi mà con đi vào đây là bắt đầu là con đi làm phim đầu tiên, con là quay phim, con đã làm việc với anh Đức Thịnh. Và sau đấy là con làm việc với anh Hàm Trần, sau rồi con làm việc tiếp với anh Charlie Nguyễn. Và đạo diễn Quang Huy thì đã có gặp cô Hồng Vân năm 2019 ở phim 30 chưa phải Tết ạ. Ủa sao cô cháu mình không nhận ra nhau ta? Đấy, thế là cô không nhận ra con rồi. Trời đất ơi, chắc là có sự thay đổi gì đó. Dạ. Không, chắc là cái đợt đó phim đó mình bão tố nhiều lắm quá ha. Vâng. Đợt đó đang bão đúng không? Vâng, đang bão ạ. Một cái phim mà con chưa giờ con đi một cái phim mà thấy là một tháng thì có khoảng độ đến 5 cơn bão thì đoàn đã phải dừng lại. Rồi. Và vâng phải chờ. Bão tố quá. Dạ vâng. Đấy. Tuổi trẻ tài cao. Rồi mời con. Vâng ạ, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ, và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Ồ. Rồi,
À, bây giờ chúng ta vợ chồng đều có những cái thành tích khủng trong gọi là thị trường, môi trường, đúng gọi là rồi. Đường mày... trường ha con ha. À, nói chung là có liên quan tới showbiz, đúng không? Đó. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó? Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Hồng Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Em nói anh. Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng ạ. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy, kiểu dạng kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới ấy. Con có viết cái lời thề nguyện ấy, thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là con nhắn tin kiểu thả thính chào bạn kiểu con nhưng có ăn cái gì. 2022 mình mới cưới nhá, chứ không phải 2017 nhá. 2017 2022 mình mới cưới. Đúng rồi. Nhưng mà 2017 là đã thả thính rồi, rồi. Đúng không? Đó, nhưng mà con không để ý. Thực sự là cái cảm giác á, mà giống như mình lấy cái người chồng của mình xong rồi á, mình mới lục lại phát hiện ra là ý cái người chồng này mình biết lâu rồi á, nó ngộ lắm nha, thật sự luôn. Ủa nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên, thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa là nó bị trôi đi, gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi đến với nhau? Năm con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau. Là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin thả thính một mình ạ. Mà cô này không hề biết. Thả thính đơn phương á. Đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau, quen nhau là trên mạng hay là do? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ở ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Vâng. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, có là tích cực trả lời story hơn và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con có đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn con chia sẻ lên, thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi có, con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhở, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời ấy, thì dạ, nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không bạn này không? Đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi, cho nên cô không có hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy, chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để lại con nhã nhặn, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, là ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng hay sao? Con ạ. Con lấy. Vâng. Thế là nếu mà mình thích ấy, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy, thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy trong hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình,
rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy. Thường thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con nhớ, không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là không, có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ vâng, lúc đấy lúc đấy là ở trong Sài Gòn vào rồi, là đi ra đó. Đầu tiên đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân. Thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn, và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra Hà Nội. Dạ vâng. Rồi đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Dạ, đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội thì... là chưa có lockdown gì hết. Chưa đâu. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây, xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ, mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Vậy là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng, con không, cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy năm 2020 ấy, tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại, xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Thì là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần nào cũng là lòng nướng hay hoặc là bún ăn tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Đấy lần đầu tiên ạ. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ chứ... tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con thì chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có. Mẹ là... Như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc thôi. Xác định công việc ạ. Vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể, nhưng mà còn để mà tiến tới chuyện lâu dài là con chưa nghĩ, chưa hề nghĩ tới. Dạ vâng, con chỉ tập trung công việc. Hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy như là con cũng lo trong cái việc của con, cái này cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con mới trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bát qua luôn. Không tiếp xúc với nam đúng không ạ? Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ. Và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam ấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019. Và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Vâng, cho rồi. Đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là thua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knockout nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói, bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi đây thì... rồi vâng. Nhưng lúc đấy chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày đấy. Cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu, bảo ủa ông đi đâu nhở. Rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh ấy cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy
ấn ở xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Ui. anh định tặng em lần sau nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng không biết là chồng con có set up trước không. Đấy có những cái chi tiết là rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ. May mắn à? Ừ. Không, ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là duyên mà. Đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con tìm hiểu trong cái mối quan hệ khi mà mình đến với một ai. Thì chúng con có hết. Bi có hết. Có hết nhưng mà đấy. Sau này thì không biết rồi. Lại là bất ngờ nữa. Nó làm là những cái điều bất ngờ. Viết bạn này bạn lãng mạn theo kiểu rất điêu bi em ạ. Đúng rồi, em định nói đó. Anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp là công tác của điều vị đúng không? Ông nói chuyện với con cô dần dần nhớ ra rồi. Cô nhớ là gì? Cô cháu mình cũng có đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là Dolly đó rồi nhớ ra rồi. Tóc chú lúc ấy không như này, cho nên là hôm nay hơi điệu điệu tí. Cho nên là hôm nay lên chương trình thì phải điệu điệu tí không? Ok đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con ra, đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành này. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy thì chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022 thì tức là hơn 2 năm. Đến khi tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu xa có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu xa là yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to, thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ, tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng, với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn, thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì, cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. Không, cái đấy là tháng anh nhớ là tháng 5 năm 2022 Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. Không, 2021. À, 2021. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn mà là, từ là cái giáo sứ gì đấy con không nhớ không nhầm, thì là từ đấy bắt đầu mọi người đó và mọi người tỏa đi. Tháng 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, còn nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Vâng. Con mới bảo con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi. Con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết. Xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế ta sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng, dịch quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh. Và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng một năm. Nếu trong vòng một năm mà bọn con không có tiến triển hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế là chưa gặp ở ngoài bao giờ. Thế là tình tại cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được không Việt Nam. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất một năm. Là tổng là 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn mà cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh. Thì lúc đấy con bảo anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi. Tại vì là
con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi thì bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook, chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột, cô ạ. Rồi sao? À, lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. À, một người bạn thân của vợ, thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn, rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình, rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào. Thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế, mà là đang muốn ở gần với cả anh, thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ. Tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Thì anh cần, Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Ở lúc đó sao? Bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ, thì một tuần sau con mới lên được. Chứ ngày đầu tiên về là... Mà đúng không? Ở đâu? Dạ, Ly ở nhà rồi. Ở nhà. Cô ấy cấm vận đấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và lúc đấy là anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con, và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop không, tôi không em đi. em không gặp. Con rất là quyết liệt. Nhưng mà con rất là vấn đề là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng mình, bán công ty đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa, sau cái nghĩa cửa. Là cô vẫn đứng ở, dạ, vâng, ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài, đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Dữ ha. Vâng. Về hình ảnh hay đó ha. Vâng. Cái máy đó. Cái một top shot trên cao. Chính xác. Đúng không? Top shot. Như bộ phim le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái doli nhẹ nhẹ. Vâng. Rất là drama. Và đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra. Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn, chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ, sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc nào được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về, xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về đúng được rồi, Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo đâu ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Thế không là cáu. Không cáu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy khóc là thê thảm. Mà thấy thương lắm, thôi chết rồi. Con tưởng lúc lòng đấy con đứt mất cái tay rồi. Vâng. Tại vì mất con. Vâng. Cận. Ui, tôi chết rồi anh ơi, đứt tay rồi, em phải mất cái tay này rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi và đây là chồng mình rồi, dạ, đúng vâng không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. Như thế là cưới được 4 tháng.
con mới đây mới được từ tháng 9 tháng 9 năm 2022 là mới đây thôi đó. Dạ vâng, quá son luôn đó. Dạ vâng, mới đúng vợ chồng mới tinh tình đấy. Đấy mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn đúng không? Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là... Dạ bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng. Tại vì nhu cầu cô biết và chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành. Mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ? Bởi vì hai chung cư đắt lắm. Dạ vâng. Bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Dạ, thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu ở đấy rồi. Thế là lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được, nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng, cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây thôi các thứ, tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Thì đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi không sao. Mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp thì hệ thống làm đẹp của con có ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn hay rồi. Quá. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á. Và rất là tình cảm, bố mẹ của chồng con, bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá. Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Và... Thế rồi 4 tháng ở với nhau, thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng... tật xấu nó đó. Lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà ở đến tầng đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng lầu bầu xương xương. Đấy, tức là xương xương cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính mà cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một mình nó một mình luôn ạ. Tức là còn nếu mà lầu bầu với đối phương thì lại không nói thiên thẳng đúng đấy. Cứ vừa rửa mặt. Tôi điên hết cả người. Tôi đấy. Nói chẳng biết thì tôi đó đó, thế đó. Nó chỉ mình nên ạ. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Cô đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Chơi game. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là à nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn. Nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á là hồi lúc mới á là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ một cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc. Dạ tất tầng tật, bây giờ không còn phim nào cho dạ cô coi. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy. Bảo hết. Ồ Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Vâng. Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi trình cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của ạ, mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi.
Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chị cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài là mình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông kia. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, vâng. Ghét ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Dạ. Phải chọn, phải chọn. Chắc thế nào cũng lựa được. Đấy. Thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, con chưa thấy ghen lắm nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Vâng. Cũng có ghen linh tinh chất đỉnh đúng và không? Vâng. Nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào, thêm chút cho gia vị. Cho nó có gia vị thôi. Còn có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ôi trời ơi, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ thì thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, một nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ ra cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều nhất, điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây thoại một mình. Độc thoại. Độc thoại đấy. Sao vậy con lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ nữa. Con cũng không nhớ nữa. Có nghĩa là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút. Đi lau nhà đấy. Đấy. Vì đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo là giật mình. Thôi chưa rồi không đi, quên mất chưa giặt quần áo. Đấy kiểu. Thế là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Mình nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói hay thoại nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng. Vâng. Bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có. Nên là tự nói mình có nha. Có. Mà tưởng tượng sau này nó có con. Vâng. Rồi lớn tuổi nữa thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thôi không sao đó. Dạ. Nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô. Vâng. Mình nói, mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng. Nhé. Đáng yêu mà. Đáng yêu, đáng yêu cũng đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý, lúc đấy gọi là căng thẳng. Đáng sợ, lúc đó mới là đáng sợ. Nhớ lời vợ nói, ngớ tiếng vợ. Rồi bây giờ tới Ly. Anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ý, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên không phải là mưa, rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy. Rên gì? Vâng, rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không được hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng ý. Đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Thế là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là
tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cái cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không, nhắc nhở thì bình thường à. Lúc ấy cảm thấy là quan tâm nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu, đúng rồi đấy ạ, bắt hai cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi, con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con, ví dụ trước đây khi yêu ấy, thì chồng con khi mà dậy, chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ. Thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài, vợ nhớ gấp chăn nhá. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? À? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành đã không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, thì vỡ hòa đấy. Vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này. Và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á, đúng không? Bó hồng lật ngược. Giờ không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Nên là chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Nhắc nhẹ lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Thực tế như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè. Cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng. Và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Và nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, con có thể là tạo ra được một KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Đó. Với những cái với những cái góc máy, với con những cái nhận. Đó, đây là một KOL của con mà biết đâu chừng, đúng không? Vậy đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đây. Đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa có em bé đấy. Đó. Dạ. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi du lịch đi con. Dạ, ơi. Vâng, con thích lắm. Yeah. Đây là thời đại của social media. Dạ vâng. Đó, và đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau này lại nổi tiếng hơn chồng đấy nha. Có những ông chồng mà người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn mà không được. cho con phát biểu ạ. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con, là mỗi khi mà chụp ảnh để quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào. Không em, vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Rồi, em đó, rồi. Mày quá, chú Thuận cái quá đó hiểu. Là công việc. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Bị từng mút ạ. Hỏi cô chú xem có đúng không? Đến khi công việc của con chẳng hạn, đó, con đang rất vui nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con set up một cái buổi mà event về thời trang tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhăn nhưng mà mù vẫn như này. Rồi, ok. Nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa nha.